và chúng ta bây giờ sẽ nói tới một cái biểu đồ khác nữa đây chính là cái mô hình stock to flow thì trong cái tình hình mà giá cái đi xuống này đã nhiều bạn thì cũng muốn biết là chúng ta có tiếp tục đi theo mô hình stock to flow hay là không thì đừng zoom vào cái thời điểm này các bạn cũng đã thấy được là cái điều màu xanh bên dưới này đó chính là cái chuẩn đoán giá của Bitcoin dựa theo mô hình stock to flow là một cái mô hình mà tính theo cái sự khan hiếm của một loại tài sản và thường thì trước đây chúng ta sử dụng mô hình stock to flow đó để đoán giá vàng chúng ta bây giờ sử dụng cùng một mô hình này để mà đoán giá Bitcoin thì đây là một mô hình mà giá cả Bitcoin đã đi theo trong vòng nhiều năm thì chúng ta thấy được là những cái dấu chấm mà có nhiều màu này đó là giá cả của Bitcoin thì khi mà chúng ta zoom vào đó các bạn thấy được là từ năm 2015 đó thì giá cả đi theo rất là sát Cái mô hình này tuy là những năm ban đầu đó thì giá cả dao động mạnh cho nên có nhiều lúc đó đi xuống rất sâu Dưới cái mô hình này có lúc đó, đi lên trên rất cao so với cái mô hình chuẩn đoán giá Nhưng mà xu hướng thì vẫn giống như vậy Và chúng ta thấy được là nếu như điều mà đi theo cái mô hình này đó thì tháng 9 của năm nay Thì giá Bitcoin sẽ lên tới cái mức là 100.000 đô thì phần lớn lịch sử Bitcoin đã giá theo sát cái dùng màu xanh này Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta zoom vào đó Thì thời điểm này như thế nào? Thời điểm này đó chúng ta có một số những cái mức giá Mà nằm phía dưới cái đường màu xanh này, cái đường trận đối giá này Có nghĩa là nếu như mà tính theo cái thời điểm hiện tại đó Giá Bitcoin là khoảng 38.000 Thì nếu như tính theo mô hình này đó Giá Bitcoin bây giờ phải đáng giá là 59.000 Nhưng mà trên căn bản đó Khi mà Bitcoin lên xuống đó thì Bây nên xuống sẽ không có đi ngay cái trận đón giá mà sẽ xoay quanh cái mức này thì các bạn hay được là chúng ta đã qua khỏi cái trận đón giá là 59.000 cách đây là mấy tuần rồi sau khi mà Bitcoin qua khỏi 60.000 và lên tới 65.000 và bây giờ đó thì giá Bitcoin nằm dưới cái đường màu xanh này chúng ta có cần phải lo lắng hay là không thì cũng không cần phải lo lắng tại vì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh này đó thì có rất nhiều đợt giá cả nằm ở dưới cái đường màu xanh này cho nên đây không phải là lần đầu tiên thì dựa theo môn stock to flow đó bây giờ mọi người đều vẫn nghĩ là giá bitcoin vẫn sẽ tiếp tục đi theo cái mô hình stock to flow này và chúng ta còn rất là nhiều những cái thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến như là công ty apple nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự và đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội đó các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể theo dõi, nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất hay là như mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể là tham gia vào những cái sàn margin nổi tiếng như là Bybit thì bây giờ có bonus lên tới 1610 đô hay là sàn EMT, sàn FTX, sàn Binance US là một cái sự lựa chọn cho những người nào mà đang sống ở Hoa Kỳ và sàn Coinbase ứng dụng Lightning có lãi mà nhiều bạn có đã biết à, và bây giờ bonus vẫn là 250 đô nhưng mà nào mà có hứng thú muốn giải tiền kỹ thuật số để nhận được lãi hàng tháng ở trên ứng dụng BlockFi và đương nhiên Crypto Khoan đã không có gì lạ nữa đây là một cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain chúng ta cũng sẽ nói tới rất nhiều thông tin một lát nữa thì trở lại ngày hôm nay đây thông tin chúng ta có thông tin liên quan đến công ty Apple thì thông tin này đã cũng khá là lớn. Bây giờ nhiều người cũng đang xôn xao về công ty apple. thì tại sao lại xôn xao? tại vì công ty apple đó đang đăng thông tin à, mướn người. đây là thông tin mướn người ở trên cái trang web của apple jobs at apple. thì à, thông tin mướn người này là mướn ai? các bạn thấy được là thông tin mướn người này là thông tin mướn một giám đốc phát triển kinh doanh chuyên về mạng nào. Thanh toán Tân tiến trong đó chúng ta được là có một cái uh, mạng mà công ty Apple nói đến trong cái uh, thông tin uh, đăng mướn người này là có một mạng là người này phải hiểu đó chính là mạng nào để thương cho các bạn thấy được đó chính là cái mạng crypto currency các bạn thấy được là người này đó là phải là một người mà có nhất là 5 năm kinh nghiệm à, đối với lại làm việc với những cái nơi mà cung cấp dịch vụ cho những cái cách thanh toán điện tử nhưng mà trong đó là phải có kinh nghiệm để mà làm việc với những công ty cung cấp dịch vụ thanh toán tiền kỹ thuật số crypto cho nên các bạn thấy được là đây là một thông tin mà gây ra khá là nhiều xôn xao tại sao mà công ty Apple lại đi đăng thông tin mướn à, một giám đốc phát triển kinh doanh mà người này phải hiểu về crypto và những cái cái thanh toán tân tiến tiền điện tử khác thì nhiều người nghĩ là tại vì công ty Apple đang có ý định là phát triển cho thanh toán bằng tiền kỹ thuật số ở trên cái mạng lưới của Apple Đương nhiên tất cả những gì chúng ta nói tới chỉ là dựa vào cái thông tin đăng mướn người này mà thôi Nhưng mà trước đây khi bạn thấy được là năm 2018-19 chúng ta cũng thấy là những công ty như là Visa đăng mướn người Và những cái công ty ngân hàng đó họ cũng đăng mướn người Mà người mà họ mướn đó là phải biết về thị trường crypto Bây giờ năm 2020 và năm 2021 đó nhiều người đã rõ tại sao Tại vì họ thật sự là muốn phát triển cái ngành công nghệ crypto này Và họ muốn có những người mà hiểu về crypto cho nên các bạn thấy được là crypto không đi đâu hết và đây là một cái thị trường sẽ ở lại và càng ngày càng lớn mạnh là càng ngày càng là một trong những thị trường mà chiếm lĩnh cái chỗ đứng và chỗ đứng này sẽ càng ngày là một cái chỗ đứng càng vững chắc hơn trong thị trường tài chính crypto không đi đâu hết mà sẽ ở lại và phát triển và ngay cả các bạn thấy được là gần đây đó gần đây thì từ từ những công ty lớn đều đang có xu hướng là đi vào thị trường crypto này một là đang chuẩn bị hai là đã vào thị trường này rồi như là các bạn thấy được là một là cung cấp sản phẩm dịch vụ hai là lưu trữ crypto trong ngân sách chúng ta nói tới cái thông tin kế tiếp đi đây là cái thông tin cũng liên quan đến một công ty lớn đó chính là công ty PayPal thì việc mà công ty PayPal cho người dùng để mà mua bán crypto trên mạng lưới PayPal cũng là một thông tin cũng không phải là mới nhưng mà cái thông tin mới đây đó là công ty PayPal trong cái hội nghị Consensus ngày hôm nay. Hội nghị mà đang tổ chức ở New York đó cho những người uh, liên quan đến crypto tham gia vào và có rất nhiều người đã lên phát biểu và đọc diễn văn vân vân thì trong đó có công ty PayPal. Thì ở hội nghị Consensus công ty PayPal đã nói là sẽ cho phép người dùng uh, chuyển Bitcoin ra khỏi PayPal về ví cá nhân của người dùng. Thì điều này khác biệt với tình hình hiện bây giờ, hiện bây giờ đó các bạn có thể là mua bán crypto ở trên uh, ứng dụng PayPal nhưng mà không thể rút tiền được số ra được. À, cũng giống như là các bạn sử dụng những ứng dụng như là các bạn thấy là Robinhood các bạn có thể là mua bán crypto nhưng mà không thể rút về ví cá nhân được. Và điều này cũng dẫn đến nhiều bạn có những cái suy nghĩ liên quan thứ âm mưu có thể là những cái dịch vụ này không có Bitcoin thật sự, họ chỉ cho các bạn thấy một con số trên màn hình mà thôi chứ không có Bitcoin nào hết. Thì các bạn thì rồi bây giờ đã PayPal cũng đã lên tiếng nói là trong thời gian tới đây, không nói rõ là ngày nào nhưng mà sẽ cho phép người À, sử dụng ứng dụng PayPal rút tiền kỹ thuật số ra khỏi ví của PayPal về ví cá nhân tại vì họ biết là tiền kỹ thuật số đó không chỉ à, để trong ví gọi ngắm mà tiền kỹ thuật số có thể dùng để mà làm những chuyện khác như là các bạn có thể dùng Ethereum để mà tham gia vào staking, yield farming vân vân thì tiền kỹ thuật số có nhiều công dụng chứ không phải là chỉ để đó cho nên công ty PayPal đã quyết định là sẽ hỗ trợ cho người dùng có thể rút Bitcoin ra khỏi PayPal thì các bạn thấy được bây giờ chúng ta đã rõ về PayPal có Bitcoin hay là không. À, chúng ta à, gần đây đó thì sử dụng một cái thuật ngữ mà nhiều bạn hơi thục đó, đó chính là cái thuật ngữ "fear". thì "fear" là gì? thì thùng à, có đăng một cái bài ở trên Twitter, Facebook cũng như là trên Telegram liên quan đến "fear". "fear" là cái chữ viết tắt của "fear uncertainty and doubt". có nghĩa là sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ. cho nên mỗi lần mà có thông tin xấu đó thì thường thường hay sử dụng cái từ phết đây là một từ mà được sử dụng rất nhiều trong thế giới tài chính thì mỗi lần các bạn nghe từ có thì nghe những thông tin chủ yếu để mà gây sợ hãi gây cái sự không chắc chắn và cái sự nghi ngờ lại thêm một uh, tỷ phú nổi tiếng nữa đây là tỷ phú đầu tư Icahn Icon uh, và trong cái uh, cuộc phỏng vấn đã nói với lại uh, người phỏng vấn là Carl Icon nói là muốn tham gia vào crypto một cách tương đối lớn và trong cuộc phỏng vấn này ông ta cũng nói là tương đối lớn có nghĩa là sẽ đầu tư khoảng chừng 1 tỷ đến 1,5 tỷ vào trong thị trường crypto này và đặc biệt là Co icon rất hứng thú với Ethereum vì ông ta nghĩ là Ethereum vừa có thể sử dụng vừa có thể lưu trữ như là tài sản thì các bạn thấy được là gần đây chúng ta nghe nói tới Goldman Sachs và Guggenheim là hai cái ngân hàng lớn đó mà đột ngột nói rất tốt về Ethereum thậm chí là tin tưởng là có thể xóa ngôi Bitcoin bây giờ lại có caro Icon nói về Ethereum thì các bạn nghĩ là Ethereum có phải là đang được thu mua hay là đã được thu mua rất nhiều bởi những tổ chức đầu tư hay là không các bạn nghĩ sao thì các bạn comment ở bên dưới thì các bạn có biết là Bitcoin và Ethereum là hai đồng mà thường lưu trữ rất nhiều. Cho nên đương nhiên đây là một thông tin tối thường cũng đã tốt. Đương nhiên là Caricon là nhiều người cho là à, một trong những người mà không đáng tin cậy lắm. Tại vì à, đối với là thị trường đầu tư tài chính á, thì Caricon cũng khó khá là nhiều cái phết à, không được tốt. Cho nên nhiều người thì cũng khá là thận trọng khi mà Caricon đi vào thị trường này. Nhưng mà các bạn cũng nên hiểu đó, khi mà chúng ta mở tay để mà chào đón những nhà đầu tư lớn vào trong thị trường này đó chúng ta đương nhiên khi mà họ tham gia vào làm cho giá cả tăng thì chúng ta thích họ nhưng mà khi mà họ bán hay là xả hàng thì chúng ta lại không thích họ đương nhiên chúng ta không thể nào mà có một mà không có hai chúng ta đã chào đón họ vào thị trường này thì đương nhiên chúng ta phải chấp nhận cái tốt cũng như cái xấu mà họ có thể mang lại cho thị trường này tại vì cái bằng thấy được là càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn tham gia vào và những nhà đầu tư lớn đó họ đã có nhiều kinh nghiệm đến từ những cái ngành khác và họ xem thị trường crypto này như là một cái công cụ đầu tư chứ không phải là họ xem như là một công nghệ hay là một loại tài sản lưu trữ lâu dài đây là một trong những điều các bạn cần phải hiểu cho nên họ sẽ ra những quyết định liên quan đến lợi nhuận mà thôi chúng ta bây giờ À, hãy nói tới cái thông tin kế tiếp đi thông tin này đó nghĩ là đối với nhiều bạn cũng không có quan trọng lắm đây là thông tin liên quan đến nước canada thì canada đó những người mà quản lý pháp lý đó thì đang chỉ trích một cái sàn mà trước đây rất là nổi tiếng đó chính là sàn poloniex thì đây là một cái sàn mà trước đây nổi tiếng nhưng mà bây giờ là không còn nổi tiếng như là trước đây nữa thì nói là poloniex đã có những cái hành động vi phạm đến luật chứng khoán của canada thì thực ra mà nói chúng thường cũng không có theo dõi cái diễn biến của cái sàn Poloniex này thường nhớ là Poloniex sẽ được mua lại bởi Justin Sun của đồng Tron nhưng mà nào mà biết thêm thông tin hãy comment bên dưới nhưng mà đây là thầm nghĩ là không phải là một cái sàn mà nhiều bạn Việt Nam sử dụng cũng như là những bạn Việt Nam và quốc tế sử dụng nhưng mà đây là một thông tin mà đã được đưa ra ngày hôm nay cho nên tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là sàn Poloniex đang bị chỉ trích bởi những người pháp lý ở Canada ở thời điểm hiện tại